Gần 100 luôn đi chị ơi. Em nâng quá thấy rồi chị hết thấy đường. Dạ dạ, đưa 100 luôn mà. Dạ, đâu chị để trên bàn để cho mọi người uống luôn nè. Chị uống cái gì chị lấy đi. Đủ loại hết. Được rồi. Nặng mụn này á, có mấy khách người ta phê người ta ngủ luôn á chị bé. Cái mình như mình nặng mấy cái khúc mà nó có lỡ mà nó có nguy hiểm á, mình nhớ kêu khách vậy nha, chứ để người ta giật mình nguy hiểm. Có mấy khách người ta thấy đã ngứa chứ người ta không thấy đau á, cái người ta ngủ luôn à. Chỗ hốc mắt á không bắt lên được nè. Bên thấy không thấy?
xuống nghe nè bé. Tới chưa? Bên em sao mờ vậy? Chết rồi. Chết rồi, thằng Tây Văn bán được hả? Có bị tối không nhỉ bé? Không có bị khúc ánh sáng à? Trời ơi, sao cái bàn tay này nó ngộ vậy ta? Cứ bên này là gì nè? Nãy giờ bao nhiêu đôi rồi? Sai à? Rồi, lấy anh. Kệ nó máy cũ quá mà, máy cũ cái pin nó không ấy vậy á. Em tắt máy bay luôn đi, em khóa máy bay luôn đi. Tắt máy luôn đi. Ừ, em tắt máy bay á, em bấm vô cái máy bay á là nó tắt hết luôn rồi. Thì thang.